Sáng ngày 14 tháng 7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm ba mẹ con tử vong trên địa bàn. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 7, người dân phát hiện khói lửa bùng cháy từ tầng trệt căn nhà nằm trong hẻm 497 đường Thống Nhất. Người dân hô hoán, chạy tới tìm cách dập lửa bằng nước và bình chữa cháy, nhưng bất thành. Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, bao trùm cả căn nhà. Người dân sinh sống bên cạnh căn nhà này lo sợ, vội di chuyển đồ đạc ra khu vực an toàn. Nhận tin, lực lượng chức năng đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường phun nước dập lửa. Một lúc sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 3 người tử vong, gồm bà N, sinh năm 1934, chủ nhà, và 2 người con là bà T, sinh năm 1966, ông C, sinh năm 1972. Căn nhà xảy ra cháy có chiều ngang khoảng 4m, dài khoảng 6m, thiết kế một trệt một lầu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.